Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thứ Bảy ngày 23 tháng 4. Thưa quý vị, tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sáng nay tổ chức hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng trường chính trị tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh ủy Khánh Hòa đã báo cáo tóm tắt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh, công tác phối hợp giữa tỉnh ủy với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác triển khai quy định số 11 của Ban Bí thư, tình hình thực hiện chương trình giáo trình quy chế quản lý đào tạo. Theo đó, trong năm 2011 và quý 1 2022 đã triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng được 53 lớp với hơn 4.100 học viên. Phối hợp triển khai cử cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo thông báo chiêu sinh của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện các khu vực. Ông Nguyễn Khắc Toàn kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho chủ trương mở rộng thí điểm tổ chức các lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện cho Khánh Hòa mở một lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ đúng đối tượng, tiêu chuẩn và có giấy xác nhận trước ngày 9 tháng 7 năm 2021 theo quy định, v.v. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh, tăng tần suất hệ học tập trung trong năm đối với đối tượng học lớp trung cấp lý luận chính trị, tiếp tục quan tâm tháo gỡ thực hiện tốt các tiêu chí để đạt chuẩn trường chính trị. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại văn phòng chính quyền thủ đô Phiên Chăn, Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khánh Hòa do ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền thủ đô Phiên Chăn do ông Si Phỏn Trang Xuân Vong, Phó Bí thư Thành ủy thủ đô Phiên Chăn làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của đôi bên. Đồng chí Hà Quốc Trị đã thông tin cho phía bạn về nghị quyết số 09 NQTU ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị. Trong đó xác định rõ định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 sẽ là đô thị trực thuộc trung ương, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế, là trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế, là một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Đồng thời thông tin về quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa và các địa phương của nước bạn Lào, đề xuất biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã mời lãnh đạo thủ đô Viên Chăn đến thăm tỉnh Khánh Hòa và tham dự liên hoan du lịch biển Nha Trang năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm nay. Kết thúc các sự kiện trong chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khánh Hòa, cũng trong chiều qua tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Phiên Chăn, Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khánh Hòa cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Phiên Chăn, Lào. Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Quốc Trị đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa cũng như quan hệ hợp tác trong thời gian qua giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương Lào. Đồng thời đề xuất kiến nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác hợp tác quốc tế với các địa phương của Lào, cũng như công tác người Việt Nam ở nước ngoài đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới. Hôm qua tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của 95 đại biểu, đại diện cho trên 500 đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh. 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát chủ trương định hướng của cơ quan chính trị các cấp. Cán bộ đoàn viên đã thể hiện được tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng môi trường văn hóa và làm công tác dân vận. Các hoạt động đều gắn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh với tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, đã có gần 1.000 đoàn viên ưu tú được tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trong đó 232 đồng chí được kết nạp vào đảng. Với chủ đề khát vọng bản lĩnh đoàn kết quyết thắng, Đại hội đã đề ra 5 giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ mới. Trong đó, trọng tâm thực hiện 2 khâu đột phá, xung kích sáng tạo, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đoàn và gương mẫu đoàn kết, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.
Đại hội thảo luận tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu đoàn cấp trên và bầu 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh chiều hôm qua đã triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện. Năm 2022, huyện Vạn Ninh đăng ký xã Vạn Long đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Vạn Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát các tiêu chí theo quyết định 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, xã Vạn Long đạt 11 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt, 2 tiêu chí chưa đủ cơ sở để đánh giá do phụ thuộc vào quy định của các bộ là thông tin và truyền thông và nghèo đa chiều. Đối với xã Vạn Phú, qua rà soát địa phương đạt 8 tiêu chí, chưa đạt 7 tiêu chí và 4 tiêu chí chưa đủ cơ sở để đánh giá do phụ thuộc vào quy định của các bộ là cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nghèo đa chiều, lao động. Được biết, nhu cầu vốn đầu tư tại hai xã Vạn Long, Vạn Phú và xây dựng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các xã nông thôn mới là hơn 80 tỷ đồng. Tại hội nghị, ban chỉ đạo của huyện đề nghị hai xã Vạn Long, Vạn Phú phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch, lộ trình thực hiện đạt chuẩn từng tiêu chí để hoàn thiện theo kế hoạch đề ra. Đối với các xã còn lại, triển khai tiến hành rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn theo chuẩn của giai đoạn 2021-2025. Thị trường bất động sản tại nhiều nơi đang nhiễu loạn và bất bình thường do chính sách quản lý còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, do đầu cơ và tâm lý nôn nóng của người tiêu dùng. Đây là những nhìn nhận được đưa ra tại hội thảo Thực trạng và xu thế bất động sản Nha Trang Khánh Hòa do Hiệp hội Bất động sản Nha Trang Khánh Hòa tổ chức vào chiều qua. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các thông tin về tình hình bất động sản tại Nha Trang Khánh Hòa, một số dự án sắp triển khai và xu thế phát triển chung của Khánh Hòa trong thời gian tới, một số quy định mới về kinh doanh đầu tư bất động sản của nhà nước, dự báo tình hình đầu tư kinh doanh bất động sản, một số mô hình đầu tư triển vọng tại Nha Trang Khánh Hòa. Hội thảo cũng đã phân tích thực trạng thị trường bất động sản của cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Các đại biểu cũng đề xuất nhà nước cần sửa đổi luật đất đai, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, minh bạch và thực hiện nghiêm túc các quy hoạch. Về lâu dài, khi những tồn tại bất cập được giải quyết, thị trường bất động sản ở Nha Trang Khánh Hòa sẽ giảm thiểu rủi ro, ổn định, mang lại hiệu quả đầu tư an toàn và bền vững. Sáng nay, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và hội thi tìm kiếm tài năng nghề ẩm thực lần thứ 2 năm 2022 với chủ đề Hương vị của biển. Hơn 1.000 học sinh và giáo viên đến từ 30 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh về dự ngày hội. Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tuyển sinh khoảng 1.000 chỉ tiêu ở 16 ngành nghề hệ cao đẳng và trung cấp. Tại buổi tư vấn, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được giới thiệu về quy mô đào tạo các ngành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch, cơ sở vật chất đào tạo cũng như các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Song song với tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, trường cũng tổ chức hội thi ẩm thực, thu hút 25 đội thi là học sinh sinh viên của trường tham gia. Đây là sân chơi bổ ích giúp học sinh sinh viên của trường rèn luyện và nâng cao kỹ năng tay nghề. Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có quy mô đào tạo khoảng 3.000 sinh viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các khối thi đua các huyện, thị, thành phố, tỉnh Khánh Hòa chiều qua đã tổ chức chương trình hỗ trợ mua cây, con giống, phương tiện sản xuất cho phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Khối thi đua đã trao tặng 41 triệu 500 ngàn đồng cho 84 phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện từ chương trình Giọt sữa yêu thương. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng 60 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Thông qua chương trình hỗ trợ mua cây, con giống cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các hộ gia đình hội viên, động viên hội viên phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, các tháng cao điểm của mùa khô năm nay được dự báo có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Để ngăn chặn và phòng ngừa kịp thời, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà đã triển khai các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả nhất. Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà có địa giới hành chính qua địa bàn 8 xã thuộc các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Từ thực tiễn công tác quản lý bảo vệ rừng, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà xác định mùa khô ở các địa phương thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Trong đó, nắng nóng diễn ra gay gắt nhất là từ tháng 5 đến cuối tháng 8, khoảng thời gian dễ xảy ra cháy từ 9 giờ đến 15 giờ hàng ngày. Để chủ động ứng phó, đơn vị đã rà soát, xác định có gần 1.200 hectare rừng trồng tập trung ở các xã Suối Cát, Suối Tân, Sơn Bình và Sơn Trung là khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Những cái khu vực trọng điểm dễ cháy có những cái diện tích rừng trồng lớn
và những cái diện tích rừng tự nhiên mà có các cái trảng tranh đó, như là tiểu khu 238, 239 của xã Suối Tân và tiểu khu 234, tiểu khu 235, 233 của xã Suối Cát là những cái vùng trọng điểm dễ cháy vì có những cái trảng tranh đó. Do đó mà chúng tôi cũng đã làm cái bước là tổ chức trực canh lửa 24/24 kể cả ngày nghỉ lễ. Trên cơ sở rà soát các khu vực có nguy cơ cháy cao trong mùa khô năm nay, ban quản lý đã xây dựng bản đồ phân vùng, khu vực trọng điểm dễ cháy. Từ đó, đơn vị đã chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng cụ thể, phù hợp với đặc điểm sinh thái rừng, điều kiện tự nhiên về khí hậu, địa hình, giao thông và dân cư sinh sống, nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ huy, điều động, phân công lực lượng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Hạt kiểm lâm Hòn Bè cũng đã ban hành 6 quyết định thành lập 6 tổ đội thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 với 22 lượt người tham gia. Song song với đó thì đã hoàn thành bảo dưỡng hơn 15 km đường ranh cản lửa. Chúng tôi cũng duy trì cái việc là tuần tra 3 đợt trên một tháng. Qua đó là để kiểm tra các cái khu vực trọng yếu của rừng đặc dụng và cũng như là để ngăn chặn đẩy đuổi các cái đối tượng có cái hành vi xâm nhập vào rừng. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn 22.600 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 17.000 ha, rừng trồng với hơn 530 ha. Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã tập trung thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy rừng như dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa, sẵn sàng phương tiện phòng cháy theo các phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã xây dựng. Đơn vị chú trọng việc tổ chức lực lượng đóng chốt, bố trí người trực ở các chòi canh lửa 24/24 giờ, phân công lực lượng tuần tra, ứng trực các khu vực có nguy cơ cháy cao nhằm phát hiện kịp thời đám cháy, hạn chế thấp nhất để cháy lan, cháy lớn. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện, chính quyền các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy rừng. Chuẩn bị tới đây thì đề nghị cho chỗ cái ban quản lý nói chung và cái hạt kiểm lâm Hòn Bà nói riêng thì cần tăng cường các cái biện pháp, ví dụ như tuyên truyền vận động những người sống gần rừng về công tác phòng cháy chữa cháy. Đề nghị là có cái ban quản lý với lại hạt kiểm lâm Hòn Bà tăng cường tuần tra các điểm mà dễ xảy ra cháy để kịp thời báo cáo hoặc có báo cáo cấp trên để huy động cái lực lượng chữa cháy, tránh thiệt hại rừng hạn chế thấp nhất. Cùng với đó, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã tập trung triển khai các hiệu quả phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững, xác định đặc điểm vùng rừng có nguy cơ cháy cao, các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy rừng để chủ động phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, làm mới, duy tu bảo dưỡng đường băng cản lửa, các công trình phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, đã thường xuyên theo dõi bản tin dự báo cấp cháy rừng hàng ngày để chủ động biện pháp phòng ngừa, tổ chức trực canh phòng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng. Nhằm gây quỹ hỗ trợ cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua chương trình Tiếp sức đến trường, sáng nay tại Nha Trang, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin trực thuộc Hội Tin học Khánh Hòa tổ chức giải tennis. Giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt trong ngành công nghệ thông tin đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, giải thi đấu các nội dung đôi nam đôi nữ. Ngoài việc tạo sân chơi cho các hội viên, tạo sự gắn kết hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động, thành viên của câu lạc bộ cũng tích cực tham gia vào các chương trình thiện nguyện. Toàn bộ số tiền quyên góp được tại giải đấu sẽ là nguồn quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2022-2023. Ngày mai câu lạc bộ sẽ tổ chức chương trình từ thiện Xuân yêu thương tại chùa Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.